chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Tâm Family. Mến chúc các bạn và gia đình thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm một món bánh tráng miệng. Đây gọi là món bánh mochi khoai lang cuộn. Cách làm vô cùng là đơn giản, bánh mềm dẻo, ăn rất là thơm và ngon. Nếu như các bạn yêu thích, mình mời các bạn cùng làm chung với mình. Và video mà mình chia sẻ các bạn thấy hữu ích thì cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới từ kênh mình nha. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình cùng nhau thực hiện món bánh này nha các bạn. Và nguyên liệu mình đã chuẩn bị ở bên đây là 100g bột nếp, 30g bột mì đa dụng, 50g đường và một muỗng canh dầu ăn. Và 190ml nước cốt dừa, mình dùng nước cốt dừa hộp nha. Và bên đây mình có là sử dụng hương chuối để cho bánh được thơm, hoặc là mình có thể thay thế bằng hương vani nha. Lúc này mình sẽ cho 100g bột nếp vào một cái tô lớn. Tiếp đến là 30g bột mì đa dụng, dùng hiệu nào cũng được. 50g đường cát. Bánh mochi có rất là nhiều cách làm. Với công thức này bánh rất là ngon. Rồi mình sẽ cho hết là 190ml nước cốt dừa vào nha các bạn. Đó, mình sẽ khuấy để cho bột với đường này được tan. Rồi mình cho vào đây 1/4 muỗng cà phê hương chuối. Hương chuối này sẽ giúp cho bánh thơm hơn, hoặc là mình có thể thay thế bằng tinh dầu hoa bưởi. Đó, mình sẽ trộn cho thật là đều nha. Thì dòng chảy của bột hơi sánh như vậy nha, không quá loãng cũng không quá đặc. Nếu mà đặc quá thì bánh của mình sẽ bị cứng không ngon. Tiếp đến mình chuẩn bị một cái khuôn. Khuôn này mình xài lâu nên cũ kỹ nha các bạn. Và mình thoa một lớp dầu ăn để chống dính. Thì để dễ cuộn á, mình dùng cái khuôn hình chữ nhật nha, hoặc là hình vuông đều được. Rồi tiếp tục mình sẽ lược bột qua rây và cho vào khuôn. Lúc này mình sẽ cho khuôn bánh vào, mình hấp trong vòng 15 phút với lửa lớn. Mình đậy nắp lại nha. Rồi tiếp đến mình sẽ đi hấp phần khoai lang để mình làm nhân. Đây là khoai lang tím, mình gọt vỏ và rửa sạch, cắt thành những lát mỏng, hấp cách thủy trong vòng là 15 đến 20 phút. Sau khi khoai đã chín, mình sẽ lấy khoai ra tô. Mình cân mình lấy 150g. Cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối. Tiếp đến là 50g sữa đặc có đường. Thì tranh thủ lúc khoai còn nóng, mình sẽ dùng nĩa mình nghiền cho thiệt là nhuyễn, hoặc các bạn cho vào máy xay mình xay cho thiệt nhuyễn nha. Phần nhân bánh này rất là đơn giản. Làm bằng khoai lang tím thì bánh sẽ đẹp và ngon hơn, hoặc mình có thể thay thế bằng màu khoai lang khác. Thì trộn và nghiền một lúc ấy, thì phần khoai lang này đã nhuyễn như vậy nè các bạn. Mình làm cho nhuyễn mịn luôn nha. Mình sẽ cho qua một bên. Vì khoai lang này mình đã nấu chín nên không cần phải hấp hoặc là sên lại. Khoai lang này rất là dẻo. Thì sau 15 phút mình hấp với lửa lớn, mình dỡ nắp ra nè. Và mình sẽ kiểm tra bằng cách là dùng tăm xuyên vào bánh, dỡ tăm lên. Nếu bánh không dính vào tăm là bánh đã chín nha. Mình sẽ lấy khuôn bánh ra khỏi nồi và đợi cho bánh nguội. Để được khoảng 15 phút thì bánh này cũng nguội, vì mình cho vào đây với một lớp bột mỏng thì hấp rất là nhanh chín. Đó, mình chống dính nên rất là dễ lấy bánh ra. Thì lúc này mình sẽ cho phần nhân khoai lang vào giữa bột luôn. Mình để trong khuôn này mình cuộn cho dễ nha. Hoặc là các bạn có thể lấy thì cuộn cái phần nhân vào cách nào tiện thì mình làm nha các bạn. Đó, mình sẽ dàn đều phần nhân khoai lang ra. Với công thức này, nếu các bạn không thích làm khoai lang thì mình có thể thay thế bằng nhân đậu xanh. Sau khi cho hết cái phần nhân khoai lang vào bánh nè các bạn, mình sẽ cuộn nha. Cuộn cho thật là chặt tay. Rất là dễ cuộn luôn nếu mà mình cuộn trong khuôn này.
Sau khi cuộn chặt thì mình sẽ cho qua một cái mâm lớn nè, và chỗ mí bột này mình bóp cho chắc lại ha. Mình chỉnh sửa lại để cho cái cuộn mochi được đẹp mắt nha các bạn. Và chuẩn bị thêm ở bên ngoài là một lớp mè. Mè trắng mình đem rang cho vàng. Mình dùng khoảng là 20g, tùy theo mình thích ăn nhiều hay ăn ít. Phủ đều cuộn mochi bằng một lớp mè rang. Rất là đơn giản và dễ làm luôn nha các bạn. Món này làm rất là nhanh, không tốn quá nhiều thời gian của mình. Với công thức này mình làm với số lượng nhiều, cho vào ngăn mát tủ lạnh để dành ăn. Khi nào ăn thì các bạn chỉ cần chờ cho bánh của mình bớt lạnh thì có thể ăn được rồi nha. Không cần phải làm nóng lại, bánh không có bị cứng. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No walls they build can stop me now. Let's keep chasing the sun, do what can be done, let's go beyond. Rồi lúc này mình sẽ dùng một sợi dây bẹ nè các bạn, hay còn gọi là dây ni lông đó. Mình xé một cọng nhỏ như vậy để mình cắt bánh. Cắt bằng sợi dây sẽ đẹp hơn là các bạn dùng dao. Đó, mình sẽ lòn ở dưới cuộn bánh, sau đó các bạn rồi mình chéo sợi dây, sau đó các bạn giật mạnh ra nha. Như vậy là mình cắt rất là dễ dàng và cuộn bánh rất là bóng mượt, không có bị sần sùi. Thì tương tự y như vậy mình sẽ cắt bánh cho hết cái cuộn này nha. Đó, các bạn thấy mình cuộn chặt cái lớp nhân khoai lang ở bên trong, nhìn cái cuộn bánh mochi rất là đẹp mắt. Thì đây là một dĩa bánh mochi khoai lang cuộn mà mình vừa làm xong nè các bạn. Trông bánh rất là đẹp mắt ha. Bánh phải mềm dẻo nha. Đây các bạn thấy nè, cái độ dẻo của bánh. Mình mời các bạn cùng thưởng thức. Thì bánh ăn rất là ngon, có vị ngọt vừa ăn, vị béo từ nước cốt dừa, và đặc biệt cái lớp mè bên ngoài rất là thơm. Bánh này ăn ít ngán. Nếu như các bạn yêu thích, mình mời các bạn cùng làm chung nha. Cách bảo quản thì mình cho vào hộp, có thể ăn không kịp thì mình cho vào ngăn mát tủ lạnh. Video này mình chia sẻ đến đây cũng tạm dừng. Món này mình làm món tráng miệng cho gia đình. Chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Đừng quên ủng hộ bằng cách là đăng ký, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi mình nhé.
Mình chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.